Mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn đến với kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay em có một số cây cũng muốn giao lưu với bà con gần xa ha. Hôm nay em về thì gồm có con cây điệp lào với linh sam tân phú hạt gạo, thì trang vàng, trang đỏ, trang thái với hoa với mỹ luôn ha, với me nữa. Chung mặt hàng hôm nay nó cũng đa chủng loại ha. Mai chú thủy chung nu cũng có mấy cây hàng quýt nè, sâm trái với cây kiều hùng. Cây kiều hùng dáng đổ rất là đẹp ha. Thì sâm trái, con cây sâm trái thành phẩm thì chú thủy chung nu rồi đó. Thì em cũng rất mong bà con gần xa xem kênh và ủng hộ em như trong thời gian qua nhé. Số máy thì có trên màn hình. Bà con có chốt hàng thì nhớ ngày nhớ mã số giúp em để tránh sự nhầm lẫn nha bà con. Đầu tiên là cây số 1 là cây hoa giấy mỹ nguyên thủy nha bà con. Cây này hoành 16, chiều cao 49, chiều cao 64, xin lỗi nha. À, cây số 1 này có giá là 300k nha. Rồi bên em bao ship cho bà con. Rồi đổi cây đi con. Rồi tiếp tục là mã số 2. Cây này hoành 18, chiều cao 42, cũng qua giấy mỹ nguyên thủy luôn ha. Rồi cây này cũng có giá là 330.000 đồng. Cây số 2. Rồi tiếp tục cây số 3 luôn ha. Cây số 3 cây này hoành 18 luôn. Cây này đế rất là đẹp ha. Chiều cao 45. Rồi cây này giá 350 nha bà con. Cây đế rất là nhiều ha. Rồi đổi cây đi. Rồi cây số 4, cây này hoành 15. Hoành 15. Chiều cao 50. Rồi cây này 280.000. Bên em bao ship cho bà con nha. Qua với mỹ nguyên thủy. Rồi hôm nay em có 4 cây thôi. Rồi tiếp tục là trang này trang thái ha. Trang thái này hai màu. Đó. Trước chưa nở thì nó màu đỏ, còn nở ra nó màu hồng nha. Mã số 5. Mã số 5. Cây này hoành 13, chiều cao 34. Rồi cây trang thái này có giá là 450.000 nha bà con. Bên em bao ship cho bà con nha. Rồi đổi cây đi con. Rồi tiếp tục là mã số 6. Cũng trang thái luôn ha. Cây này hoành 14, chiều cao 36. Rồi cây này có giá là 500.000 ha. Đế thì khỏi chê ha. Đế đẹp. Nè trồng trong cái giót cũng lâu năm lắm rồi, cái đế nó ruộng lại. Rồi, đó cây. Rồi mã số 7. Mã số 7 cũng là cây trang thái luôn ha. Cây này hoành 12, chiều cao nó 31. Rồi cây này có giá là 500.000 luôn ha. Đế rất là đẹp. Rồi em đổi cây luôn nha. Tiếp tục mã số 8 cũng trang thái luôn. Hoành 17, chiều cao 20. Cây ra tược rất là mạnh nha con. Rồi cây này có giá là 450.000 ha. Đó. Rồi em chỉ có mấy cây trang thái nữa thôi. Rồi tiếp tục em lên trang vàng nha. Trang vàng này là mã số 9. Cây này cái hoành của nó thì 22. Hoành 22, chiều cao 24. Rồi cây này có giá là 700 ha, 700.000 đồng. Trang vàng. Rồi bên em bao ship cho bà con nha, mã số 9. Rồi đổi cây đi con. Rồi tiếp tục mã số 10 cũng trang vàng luôn ha. Cái này mini lùng lực ha. Này giống chữ C luôn nè. Hoành 23. Hoành 23. Chiều cao 10. Chiều cao 10. Rồi cây này 650.000 đồng nha bà con. Con quay chậm chậm thì đừng có quay nhanh quá. Quay nhanh quá nhìn không có thấy. Rồi đổi cây. Rồi tiếp tục là trang đỏ nha con. Trang đỏ lá nhỏ, cây tán đa ha. Mã số 11. Mã số 11. Cây này hoành của nó là 21. Hoành 21. Chiều cao 15. Chiều cao 15. Rồi cây này có giá 1.500.000 nha. Bên em bao ship cho con nha. Để khỏi chê chỗ nào hết. Đó. Rồi đổi cây đi con. Rồi tiếp tục là mã số 12. Hoành 24. Chiều cao 21. Chiều cao 21. Cây này cũng là trang đỏ lá nhỏ nha bà con. Rồi cây này giá 1.500.000 ha. Trang đỏ lá nhỏ.
Rồi tiếp tục là mã số 13 là linh sam Tân Phú hạt gạo nha con. Đó, cây tàn rất là mịn nha. Cây này hoành 17, chiều cao của nó là 30, tán ngang của nó là 36. Rồi, cây này 900.000 đồng ha. Em bao ship cho con nha. Linh sam Tân Phú hạt gạo. Rồi đó cây đi con. Rồi tiếp tục là mã số 14. Cây này hoành của nó là hoành 20, chiều cao 36, tán ngang 50. Rồi cây này có giá 1 triệu ha. Cây này 5 cụm nha con. Đế rất là đẹp ha. Từ từ ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp tục là mã số 15. Linh sam Tân Phú hạt gạo. Cây này 4 cụm luôn ha. Cây này hoành 14, chiều cao 27, tán ngang 40. Rồi cây này có giá là 800.000 đồng ha. Bên em bao ship cho con nha. Rồi đổi cây con. Rồi tiếp tục là me chua ha. Mã số 16, cây me chua. Cây này hoành 16, chiều cao 46. Rồi cây này có giá là 350.000 đồng nha. Cây me chua. Rồi, đi xuống đi. Ok. Rồi, tiếp tục là mã số 17. Cây này hoành 15, chiều cao của nó là 44, cây me chua luôn nha con. Rồi, cây này có giá là 370.000 đồng nha. Cây me chua. Anh em bao ship cho con nha. Rồi, đó cây. Rồi, tiếp tục là mã số 18. Cây này hoành 15, chiều cao 43, cây me chua. Rồi cây này 370.000 đồng nha. Cây me chua. Rồi đổi cây đi con. Rồi cây này mã số 19, hoành 18, chiều cao 49. Rồi cây này có giá là 360.000 đồng nha con. Bông trang sen. Rồi cây này cũng cây cuối cùng ha. Cuối cùng của cái lô me. Tiếp tục là mã số 20 là cây trăng sen lá nhỏ. Rồi cây này hoành của nó là 13, chiều cao 24. Cái này em ship chậu cho con luôn nha. Cây này 900.000 nha bà con. Đây cái bông nó đây. Bông này đặc biệt cái cây này, cái chủng loại này là tới 2 tháng mấy nó mới bông nó mới tàn ha. Rồi đổi cây đi con. Rồi tiếp tục là mã số 21. Cây này hoành 12, chiều cao là 28. Cũng trang sen lá nhỏ luôn ha. Đó. Rồi cây này cũng có giá 900.000 đồng ha. Rồi bên em bao ship cho con nha. Cái này em ship chậu cho con luôn nha. Chậu đẹp. Rồi đổi cây đi con. Mã số 22 cũng là trang sen lá nhỏ luôn. Cây này hoành 13, hoành 13, chiều cao 26. Rồi cây này cũng 900.000 luôn ha. Rồi, em chỉ có 3 cây trang sen thôi. Rồi đổi cây đi con. Cây nặng quá. Cái này em có ship cái cây này là em dẹt cái bầu dưới đít lại cho nó mỏng chút nha con. Cây này trang vàng lá nhỏ. Mã số 23. Cây này hoành 18, cao 28. Chiều cao 28. Trang vàng lá nhỏ. Này vô một nước dây à. Định hình sẵn rồi. Rồi cây trăng vàng này có giá là 1.2 triệu nha con. Đó, bên em bao ship cho con nha. Trăng vàng lá nhỏ. Tiếp tục là mai chiếu thủy chung nuôi nha con. Mã số 24. Cây này hoành 25, cao 25. Chiều cao 25 luôn. Tán ngang 35. Đó, mai chiếu thủy chung nuôi nha con. Rồi cây này có giá là 1.7 triệu ha. Bên em bao ship cho con. Cây định hình rất là chỉnh chu rồi ha. Rồi đổi cây đi con. Rồi tiếp tục là mã số 25. Cũng là chiếu thủy chung nu luôn ha. Đó, cây này hoành của nó là 18, cao 20, tán ngang 31. Tay đùi rất là bự ha. Cây này nuôi tay đùi cũng tầm 3 năm. Rồi cây này có giá là 1.1 triệu ha. Bên em bao ship cho con nha.
chú thủy chung nu. Rồi đổi cây đi con. Rồi tiếp tục là mã số 26 cũng là mai chú thủy chung nu luôn ha. Hoành 24, chiều cao 26, tán ngang 32. Rồi cây này giá 1,5 triệu ha. Rồi đổi cây đi con. Tiếp tục là mã số 27 cũng mai chú thủy chung nu luôn. Cây này hoành 24, chiều cao 19, tán ngang 34. Con quay từ từ. Rồi cây này có giá là 1,5 triệu ha. Bên em bao ship cho con nha. Đó, định hình sẵn rồi, ba chi, cành 1, cành 2 với cành phong có sẵn ha. Rồi đổi cây đi con. Rồi tiếp tục là cái cây sam trái ha. Mã số 28, bộ đế nó rất là khủng nha. Cây này hoành 14, chiều cao 30, tán ngang có quê tán ngang nhiều con, tán ngang 24. Rồi cây đó, con lật lên cho coi cái dàn xương này. Cái dàn xương cũng bự rồi ha. Đó, gỡ dây chân. Rồi cây này cây sam trái này có giá là 4,500,000 đồng nha. Em ship chậu cho con luôn nha. Đó. Đàn rất là mạnh. Rồi đổi cây đi con. Rồi tiếp tục mã số 29 cũng là sam trái ha. Cây này hoành 15, chiều cao 20. Đó. Cây này chỉ có giá là 400k. Cái cây nó có cái thẹo ngay đó bà con coi, nhưng mà cái thẹo đó cũng không đáng kể gì. Đó. Rồi đổi cây đi con. Rồi tiếp tục là mã số 30, cũng sam trái luôn ha. Cây hoành 18, cao 22. Rồi cây này có giá là 1,2 triệu ha. Rồi bên em bao ship cho con nha. Tiếp tục là cây 31, cây sam trái luôn nha con. Rồi cây này hoành 14, chiều cao 21. Rồi cây này có giá là 700,000 đồng. Bên em bao ship cho con nha. Tiếp tục mã số 32 là cây sam trái luôn. 13, cao 15. Hoành 13, chiều cao 15. Rồi cây này có giá là 300,000 ha. Đế rất là nhiều. Rồi bỏ xuống đi. Rồi tiếp tục là mã số 33. Cây này hoành 19, chiều cao 27. Cây để tự nhiên thì nó mau lớn. Còn cái cây như gì thì mình bẻ những cái con gì nó rất là lâu lớn nha con. Cây mã số 33 hoành 19, chiều cao 27. Cây này có giá là 1,2 triệu luôn. Rồi bên em bao ship cho con nha. Cái này vô dây được nha con. Rồi đổi cây. Tiếp tục là mã số 34. Cây này hoành 15, chiều cao 27. Rồi cây này có giá là 1,100,000 ha. Sam trái. Rồi đổi cây đi con. Rồi cây này mã số 35. Cây này hoành 13, chiều cao 26. Rồi cây này có giá là 450,000 đồng nha. Sam trái. Rồi đổi cây đi con. Tiếp tục mã số 36 cũng là sam trái luôn ha. Cây này hoành 15, chiều cao 20. Đó. Hoành 15, chiều cao 20. Cái này tùy theo cây, tùy theo dáng thế nha con. Rồi cây này có giá là 1,1 triệu ha. Bên em bao ship cho con. Rồi đổi cây đi con. Rồi cái cây này thì giống như những cây nãy giờ đó, là em định hình một nước dây sẵn như gì kìa ha. Đó. Cây này mã số 37. Cây này hoành 16, chiều cao 24. Tán độ là 49. Rồi cây này có giá là 1,4 triệu nha. Bên em bao ship cho con. Này định hình được một nước dây ha. Này em đóng thùng cho bà con, cho nó không có đụng mấy cái chi cành. Rồi cây này là mai chú thủy ha. Mã số 38. Con lấy cái thước con đo. Hoành của nó là 18,
chiều cao. Chiều cao nó là 41. Sáng ngang 50. Rồi cây này 600 nghìn đồng nha bà con. Em xếp chậu cho con luôn nha. Mai chiêu thủy, này da xanh quá. Da xanh chứ không phải da đen. Vị đế cũng rất là đều. Rồi em xếp chậu cho con luôn nha. Rồi đổ cây đi con. Rồi tiếp tục là mai chiếu thủy chung nuôi nha con. Mã số 39. Hoành 26. Cao 26. Tán ngang 36. Cây này cây bài nha con. Bữa nay em có được hai cây hàng quýt thôi. Rồi cây này có giá là 6,6 triệu ha. Cái này em xếp chậu cho con luôn cũng được. Muốn an toàn thì mình, nhưng mà em không bao chậu nha. Cái chậu thì nhiều khi nó, mà chắc không bể đâu. Em đóng vô thùng cho nó an toàn. Rồi đổi cây đi con. Tiếp tục là mã số 40. Cũng là mai chiếu thủy chung nuôi bà con ơi. Hôm nay em có hai cây này. Hai cây này rất là thường xứng ha. Mã số 27. Mã số 40. Mã số 40 hoành 27. Nói lộn. Cao 28. Cao 28. Tháng ngang con. 39. Tháng ngang 39. Cây này nó lớn hơn cây nãy phân. Cây nãy hoành 26, cây này hoành 27. Rất là bự ha. Rồi. Rồi cây này cũng giá là 6,6 triệu ha. Đó. Tàn rất là mạnh này. Vậy mình thay cái chậu đẹp là ok ha. Khoan con. Cái rễ này nè, ta cắt thôi chứ không có vấn đề gì nha con. Đó. Không có một bọng gì hết ha. Nếu có một bọng gì thì em nói. Cái này cái thẹo của nó bằng ngón tay út rồi bà con ơi. Nó lành hết rồi. Còn cây nãy thì nó lành cái thẹo đầu thì khoảng 90% rồi đó. Cây này 6,6 triệu. Rồi đổi cây đi con. Tiếp tục là mã số 41. Cây này hoành 33, chiều cao của nó là 78. Cây này em bán phôi cho con nha. Đó. Cây này thì nó có cái khuyết điểm là cái rễ nó chặt thôi, nhưng mà không bọng không một gì hết ha. À, đó người ta cắt cho nó tròn cái cũ. Rồi cây này, cây chiếu thủy này không biết da đen hay da xanh nữa bà con ơi. Thì em tính da xanh cho bà con luôn cũng được. Rồi cây này cái giá là 1,1 triệu đồng ha. Cái này em không xếp chậu cho bà con nha. Cây mai chiếu thủy nó lớn này nè. Rồi quay đi con. Không bụt, một không bọng gì chứ. Thì có gì em nói nấy nha. Để bà con nhận cây không ngỡ ngàng. Rồi con đổi cây đi. Khiên cây đó xuống đi con. Rồi tiếp tục là cây này là cây điệp lào nha bà con. Cây mã số 42. Cây này hoành 17. Chiều cao của nó 30. Tán ngang nó là 42. Cây này em xếp chậu cho con luôn nha. Rồi cây này có giá là 1,6 triệu. Đó. Bông rất là nhiều nha. Cái này trong quá trình vận chuyển nhầm khi nó có rụng bông rồi bà con thông cảm nha. Tại cây này nó nhầm khi diễn xa quá, vài bữa không còn bông đâu. Cây dáng thú. Rất đẹp ha. Rồi em xếp chậu cho con luôn. Rồi tiếp tục là mã số 43, cũng là cây cuối cùng của ngày hôm nay nha bà con. Cây này là cây Kiều Hùng ha. Cây này hoành 16. Hoành 16. Hoành đổ nó 88. Nó tán ngang của nó, con lấy cây thước con đo con. Tán ngang 69 đó bà con ơi. Em quay gần cận cảnh cho con coi. Rồi dịnh đó đó. Dịnh đó. Cây này bông rất là đẹp nha con. Này gà làm rất là chỉnh chu. Rồi đưa cái bông cho con coi nha. Cái bông không, cái bông đó bông Kiều Hùng. Ủa bông đó bông điệp lào không, lắm cái bông Kiều Hùng á. Đây cái bông này bông Kiều Hùng nha con. Đó. Bông nó gì nè. Nó dễ làm bông lắm. Bà con cắt nước vài bữa là nó nè, cái này cũng có bông nè, nhìn lại. Bông nữa nè. Rồi cây này có giá là 6,7 triệu ha. Đó, cái này xếp chậu cho con luôn. Cây này không có tì vết gì hết. Đâu ông đưa chai keo vô coi.
thì cái hoành của nó thì nó bự hơn chai keo Mỹ Tiến nha con nè. Rồi cuối clip em cũng không nói gì hơn, cũng cảm ơn bà con mình trong thời gian qua đã ủng hộ em ha. Thì em mong rằng bà con mình tiếp tục ủng hộ em để em có thêm động lực săn cây gì phục vụ cho bà con mình. Rồi em xin cảm ơn. Quên nữa, nhắc lại với bà con là hiện nay đó bệnh dịch cũng mà nhiều chỗ đó. Bà con nào có ở vùng dịch thì đừng đặt hàng ha. Để đặt hàng thì không có nhận cây được rồi, tội cho anh em. Rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại nha. Trời mưa nó xiếp lá chứ không có gì.